Thưa toàn thể bà con và các bạn, thì cũng có rất nhiều hộ nuôi hươu, nuôi nai, cũng có hỏi là làm thế nào để vú béo cho hươu, làm thế nào để hươu cho nhung đạt cái chất lượng và cái trọng lượng tốt hơn. Thì hôm nay tôi cũng quay cái video như thế này để tôi bật mí cho bà con biết cái sản phẩm này. Thì hôm nay chuẩn bị nó hươu chuẩn bị ra nhung, thì tôi cũng dùng cái này để trộn với thức ăn cho hươu ăn. Đấy. Cái này thì nó bằng thảo dược thôi. Đấy. Trong hộp này, trong hộp thì nó sẽ có thế này. Đấy. Thì bà con mà quan tâm đến cái vấn đề nhung đạt chất lượng và trọng lượng tốt hơn thì cũng nên sử dụng cái này. Và ngoài ra thì nó có thể dùng được cho nhiều loại gia súc khác. Đây, ví dụ như cho hươu nai cừu đây. Hươu nai cừu đây. Đấy. Tôi quay luôn để nếu như bà con nào mà muốn đọc thì tiện đọc, nhưng tôi đọc này. Hươu nai dê cừu để phòng bệnh vú béo cho nhung đẹp, thì chúng ta dùng một hộp. À, ví dụ như con nào nó bị bệnh rồi thì ví dụ như bệnh nhẹ mới bị thì dùng 2 hộp, bệnh nặng nhưng tiêm không khỏi thì phải dùng 3 hộp trở lên. Đấy. Đối với gia súc bệnh cấp tính lên cơn co giật phải sắc lọc lấy nước cho uống. Đấy, thế đây là một cái loại thuốc mà sẽ giúp cho bà con rất là nhiều đây. Đấy, và đấy, bê rồi, nghé rồi, dê, bò, đấy, tất cả các loại gia súc đều có thể sử dụng được. Xong thì nếu như để như bà con đọc ở đây thì cũng sẽ rõ rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi trộn cái bột thuốc này để cho hươu nhà tôi nó ăn. Có 2 con hơi gầy nên tôi sẽ cho 2 con ăn. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi trộn đã. Đây là cái thuốc mà vừa rồi tôi trộn lên đây, thì cho nó ăn bình thường thôi, cho hươu ăn bình thường thôi. Mùi thảo mộc thì nó cũng thơm, không có vấn đề gì. Để trộn lên cả đó. Ăn bình thường thôi. Vậy thì bà con và các bạn mà có nuôi hươu nai mà gặp vấn đề ví dụ như hươu gầy chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể liên hệ để chúng ta. Và thật sự mà nói thì đây là cũng là cái bí mật đấy, nhưng mà cũng mong là bà con chúng ta là chăn nuôi đều là tốt hết. Thế nên tôi không ngại đưa ra bí mật, bởi vì mục tiêu của tôi là giúp bà con có được cái phương án chăn nuôi tốt nhất. Chứ còn bí mật mà giữ một mình thì không nên, không nên giữ một mình. Để nói chung là phải lan tỏa.
để bà con đều biết để sử dụng. Cái này thì tôi thực sự là tôi cũng mua về thôi để tôi dùng thôi. Con này cũng là hơi gầy nên là đấy, thì hai con nó hơi gầy thì tôi chỉ cho hai con hơi gầy thôi, và không những vỗ béo được mà nó còn sẽ cho nhung tốt hơn đấy. Chuẩn bị có nhung rồi thì tao cũng vừa vỗ béo vừa để cho nó đạt nhung hơn. Thế còn những cái con bình thường thì chúng ta cho ăn cỏ bình thường thôi. Đấy, như tôi thì tôi cũng xay cỏ ra như thế này. Đấy. Ở bên cạnh đó thì nếu mà có bột ngô thì chúng ta cho thêm bột ngô. Đấy. Còn không có thì thôi. Đấy. Thế nên là làm sao bà con chúng ta là chăn nuôi đạt cái hiệu quả cao hết. Ai cũng đạt hiệu quả cao để thu lại cái nguồn kinh tế cho nó ổn định. Đấy. Đấy, như cái con hiêu đực kia thì nó béo rồi, thể trạng nó tốt rồi thì chắc chắn là nó sẽ cho nhung ok thôi, thế nên là cũng không cần phải bồi bổ cho nó. Con nào mà nó mình thấy thể trạng nó hơi gầy thì mình cũng phải bồi bổ. Còn đây là hươu đực đang chóc đây thì cũng cũng chuẩn bị rụng tóc rồi. Đó. Chắc cũng tháng hoặc là hơn tháng nữa thôi rụng tóc cũng ra nhung đầu đây, nhung đầu tiên đây. Thì qua cái video này thì mục đích là cũng để tiết lộ cho bà con cái bí mật cho nhung nhiều và hươu khỏe đẹp. Đấy. Thì tôi làm cái video thế để cho bà con nắm được. Bà con mà xem video mà thấy hữu ích thì bà con hãy bấm like, bấm chia sẻ cho mọi người đều biết, cho nhiều người biết đến video của tôi, để tôi giới thiệu được những cái kinh nghiệm nuôi hươu, để bà con nắm được kinh nghiệm nuôi hươu. Xong thì cũng bấm cho tôi cái đăng ký kênh để kênh của tôi ngày càng phát triển, để giúp bà con được nhiều hơn. Xin chào, hẹn gặp lại bà con video sau.